Cuộc tình 12 năm hoàn hảo của Minh Hà Lý Hải. 12 năm đã trôi qua, căn nhà nhỏ của Lý Hải Minh Hà vẫn luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Năm 2002, Lý Hải mời hot girl Minh Hà tham gia vào một sản phẩm âm nhạc của mình. Khi đó Minh Hà mới vừa tròn 17 tuổi. 2 năm sau, Lý Hải mời Minh Hà xuất hiện trong album Trọn đời bên em vô năm. Cả hai chính thức cảm nắng nhau từ đó. Yêu nhau 4 năm, Minh Hà quyết định sang Anh du học. Trước khi đi du học, Minh Hà mạnh miệng nói chia tay. Tuy nhiên trong thời gian xa cách, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau quá lớn. Lý Hải thổ lộ, anh sẽ chờ cô trở về để làm đám cưới. Sau khi Minh Hà hoàn thành khóa học, ngày 15 tháng 11, 2010, Lý Hải và Minh Hà tổ chức đám cưới. Một năm sau ngày cưới, Minh Hà hạ sinh quý tử Rio. Khoảnh khắc hạnh phúc được Lý Hải vui vẻ chia sẻ tới công chúng. Rio tròn một tuổi thì Minh Hà mang thai lần hai. Cô gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và thần thái tươi tắn rạng ngời. Hình ảnh hạnh phúc viên mãn của gia đình Lý Hải Minh Hà khiến bao người ghen tị. Sinh con xong, Minh Hà càng trở nên xinh đẹp mặn mà. Trong khi đó, Lý Hải rất thành công với những dự án âm nhạc và phim ảnh. Khi công chúa thứ hai vừa tròn một tuổi, cặp vợ chồng nổi tiếng lại hạnh phúc khi đón tin vui lần thứ ba. Thương vợ, Lý Hải đã tự nguyện hạn chế tụ tập bạn bè để giúp vợ chăm sóc hai con lớn. Cô con gái thứ ba được vợ chồng Lý Hải Minh Hà đặt tên là bé Sunny. Dù chênh lệch nhau 17 tuổi, song vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn đầm ấm hạnh phúc. Sau 12 năm gắn bó, họ được xem là một trong số những cặp đôi vàng của làng giải trí.